Hi xin chào tất cả các bạn, tôi là Đại Yếu và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với con Rung Thao Ruby. Mình quên mất cái tên. Hôm nay chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục chương trình với con Rung Thao Ruby Randomizer Nuzlocke. Như các bạn cũng biết thì ở video trước chúng ta vừa mới đánh bại được Team Magma trong chính sào huyệt bí mật của tụi nó. Mặc dù cũng xét ra cũng không phải bí mật lắm, bởi vì nó là nằm ngay bên ngoài thành phố Lilycomb. Nhưng mà như sao thì ở trong video ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ cùng đi qua phía đông của bản đồ của vùng Hoenn và đến được thành phố Mos Deep, là nơi có phòng thể thao thứ bảy, được gọi là sao, được quản lý bởi cặp song sinh Lisa and Tate, thì nếu mà mình nhớ đúng tên của nó thì là như vậy. Nhưng mà như sao thì mình không nhớ là mình quay video cuối cùng, video trước mình cũng quên mất cái số gọi là số thứ tự của video trước là bao nhiêu rồi, nhưng mà yeah, chắc cái đó không quan trọng lắm. Ở đây thì sau một khoảng thời gian dài mình cũng đã quay trở lại. Nếu mà bạn nào thắc mắc trong khoảng mấy tuần trước mình làm gì thì mình chơi Dota, chỉ đơn giản là vậy thôi, mình chơi Dota 2 và ngoài ra còn là Hearthstone, trò chơi bún bài cũng khá là hay của Blizzard. Lâu lắm rồi mình mới chơi là Hearthstone nhưng mà nha. Như sao thì ở trong video ngày hôm nay, như nãy mình cũng đã nói, chúng ta cũng sẽ cùng đi đến thành phố Mos Deep và đáng lẽ là mình cũng có thể hoàn toàn bỏ nguyên cái đoạn này vào trong phần đăng cài, nhưng mà bởi vì lâu rồi mình chưa chơi cho nên tại sao không làm này thành một video trực tiếp luôn cho các bạn xem. Nếu mà nói trực tiếp thì cũng không có đúng lắm, bởi vì xét ra thì các bạn cũng đã thấy video này sau khi mà mình quay chỉnh sửa hiệu ứng các kiểu rồi sau đó mới up lên YouTube. Nhưng mà quay trực tiếp ở đây, ý của mình là mình sẽ không bỏ này vào trong đoạn đăng cài, chứ đơn giản là như vậy thôi. Như sao thì ở đây chúng ta cũng sẽ có trận đấu đầu tiên với một con Love's Disc level 83. Con này chắc là dễ chứ không, mà một đòn discharge của Ronaldo thì Love's Disc cũng sẽ bị hạ gục một cách dễ dàng. Và Rio này lên được level 90. Bởi vì bây giờ hạn mức cấp độ của mình chỉ là 92 thôi, cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng tắt đi cái EXP share đi ha. Tắt cái này đi. Và bây giờ đội hình của mình chỉ có một con level 89 mà thôi, đó là Hiruzen. Nhưng mà mình không thể nào để nó lên đầu đội hình được, bởi vì từ từ mình muốn xem coi hệ thống đoàn của Hiruzen là gì. Mình quên mất đội hình của mình có đoàn gì kể từ video trước rồi. Hiruzen có đoàn Grass Knot, nói chung là nếu vậy thì cho Hiruzen lên đầu đội hình chắc cũng được. Tiện thể mình xem qua mấy đứa khác luôn ha. Strength, Grass Knot, Close Combat và Flare Blitz là 4 đòn của Hiruzen. Tiếp theo là Ronaldo với 3 đòn điện và 1 đòn Overheat để đối phó với những con Pokemon thật ra có con nào khác được Ronaldo và sợ hệ lửa không nhỉ? Chắc là không, nhưng mà giờ sao không được em đây đưa vào đây thì lại có thêm sự lựa chọn về hệ thống đòn cho mình, về sự đa dạng của những hệ đòn trong đội hình của mình là như vậy. Tiếp theo là Rio cứ đòn Drill Pack, Fly, Try Attack và Thrash cũng được, cũng được. Blue, bây giờ mình mới nhớ là Blue bá tới cỡ nào. Ok, tiếp theo là Lucky với một đòn rồng là Dragon Pulse và hai đòn và một đòn tấn công nữa hệ siêu lên là Psychic. Và cuối cùng là Noel. Mình thấy lúc đầu rồi. Đội hình của mình khá là xịn. Mình không có nhớ là ở trong video trước mình gặp khó khăn cỡ nào khi mà đối phó với con nhỏ hàng xóm mày của mình, nhưng mà sao không được. Bây giờ nhìn đội hình của mình và sau một khoảng thời gian không quay thì mình có linh cảm khá là tốt về video ngày hôm nay cũng giống như chuyến hành trình sắp tới. Như sao thì đối thủ tiếp theo của chúng ta sẽ là con Warren level 83. Ở đây thì chắc là một đòn con này có thể băng luôn mà ha. Nếu mà như vậy thì một đòn Close Combat của Hiruzen không chừng cũng sẽ đủ mạnh để chỉ giật được có 2 phần 3 cây máu của nó thôi ha. Nhưng mà sau đó thì con này sử dụng đòn Hail thì Hiruzen vẫn có thể trụ lại được, và qua đó thì chúng ta cũng có thể dễ dàng hạ của con Warren này bằng một đòn Grass Knot. Và Hiruzen vẫn chưa đủ kinh nghiệm để lên được level 90. Ở đây là đường số 124 và hồi nãy mình có xem qua cái hộp của mình trong Pokemon thì mình không thấy là mình bắt con Pokemon nào ở đường số 124 rồi, cho nên theo lý thuyết thì mình vẫn được quyền bắt một con Pokemon ở trên cái chỗ này. Nếu mà mình bắt sai, trong trường hợp mà mình nhớ sai và mình bắt một con Pokemon hàng giả trong khu vực này thì các bạn cũng có thể bằng cách nào đó cho mình biết và mình sẽ bỏ con Pokemon đó ra khi bắt đầu video tiếp theo. Còn lại thì cứ vậy đi ha. Như sao thì tiếp theo sẽ là một trận đấu nữa với một con Corsola. Con này thì cũng là hệ đá mà ho. Một đòn Close Combat của Hiruzen ở đây và
Qua đó thì con Infernape của mình có thể lên được level 90 như thế này. Đấy. À, có một chuyện nữa mình muốn nói với các bạn. Hồi nãy mình có bật video của mình lên xem và mình cũng có xem sơ qua một số video của đầu series này. Và phần nào đó là series Dark Souls 3 HD 1080p 60fps chết nhất có thể, mặc dù bây giờ cũng đã chết mặc dù bây giờ thì mình cũng đã chết khá nhiều rồi. Thì mình mới nhận ra là nhiều bạn có nói lúc đó, nhưng mà lúc đó thì mình không có để ý lắm, hoặc là nếu mà mình có để ý thì mình cũng không có tin là sự thật. Bởi vì các bạn nói là video âm thanh của video của mình nhỏ, và thật sự là đến bây giờ mình mới nhận ra là nó nhỏ tới cỡ nào. Bình thường thì mình vẫn luôn luôn bật cái đấm vò âm, mình luôn luôn chỉnh volume của cái bộ loa bên ngoài của mình lên được khoảng mức 50% hay là 60%, và lúc đấy thì mình xem video của mình thấy ổn. Nhưng mà sau khi mà mình loanh quanh trên YouTube xem mấy video vớ vẩn của tụi khác ấy, thì mình mới nhận ra là thông thường thì mình luôn luôn để cái vạch âm thanh của những video đó xuống khoảng 30% hoặc là 40%. Cho nên xét ra thì nếu mà mình để 100% thì âm thanh của mình nhỏ hơn khá nhiều so với những video đó. Và thực sự là mình cũng không biết làm như thế nào, bởi vì bây giờ mình có thể chỉnh gọi sao ta độ lớn trong của âm thanh trong video của mình lên một tí, nhưng mà như vậy thì không biết có phải là quá ồn hay không. Cho nên tạm thời thì mình nghĩ là bây giờ mình cứ để cái khoảng âm thanh là như thế này đi ha, rồi có gì trong trường hợp, không phải trong trường hợp mà trong tương lai, nếu may mắn mình kiếm được cách nào đó để khắc phục tình trạng này thì mình sẽ đổi. Còn nếu không thì mình rất là lười, cho nên là chắc là bỏ qua luôn, mong các bạn thông cảm. Bây giờ thì sau khi mà mình nói nhảm nãy giờ thì chúng ta cũng sẽ hạ được con Starmie này một cách nó vẫn có thể trụ lại được bằng cái focus ban. Và sau khi mà Ronaldo dính đòn confuse ray đây thì không chừng Ronaldo vẫn có thể tung ra được đòn discharge và kết thúc công phu này một cách dễ dàng. Và qua đó thì hạ gục được thêm một đứa huấn luyện viên nữa. Nãy giờ thì mình vẫn chưa gặp được con quan hoang dã ở trong cái chỗ này, cho nên mình nghĩ là mình nghĩ là mình sẽ chiến đấu với đứa huấn luyện viên nhã nhép ở dưới chỗ này, rồi sau đó thì chúng ta cũng sẽ cùng vào căn nhà kia xem coi là mình có thể tìm được gì. Và sau đó nữa thì mình sẽ kiếm, không phải mình sẽ kiếm mà mình sẽ ra ngoài và dùng trận câu để bắt thêm một con hoang dã nữa đi ha. Ở đây thì chúng ta sẽ đối phó một con Dragonair level 82, bởi vì con này là hệ rồng cho nên cũng không phải là giống với những combo khác mà mình đã gặp ở phần đầu video cho đến bây giờ. Cho nên là ở đây để an toàn đi ha, mình sẽ sử dụng một đầu Volt Switch của Ronaldo và thế chỗ cho Ronaldo sẽ là một combo hệ rồng khác là Luggy. Vẫn có phần cho là Luggy sẽ nhận một đòn hệ rồng giống như Dragon Pulse từ Dragonair ở đây và bị hại cũng một cách dễ dàng, nhưng mà hãy cùng hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra. Rồi, mình lên Dragon Dance ở đây từ Dragonair, và cùng với đó thì không phải cùng với đó, và sau đó thì Luggy của mình sẽ chuyển sang thể Mega sử dụng một đòn Dragon Pulse và chắc là như vậy. Mình hy vọng là mình vẫn đủ nhanh đấy, nhanh hơn con Dragon Dance này sau khi nó sử dụng đòn Dragon Dance đấy. Và bây giờ xin lỗi tự nhiên bị nghẹt mũi, không biết tại sao sáng giờ thì mình rất là bình thường luôn. Như nãy mình cũng đã nói thì chúng ta cũng sẽ cùng vào căn nhà này xem coi. Mình nhớ cái này rồi, đây là thằng nhân vật thu thập mấy cái miễn chai như này, và nếu mình đem mấy cái miễn màu đỏ, màu vàng, màu xanh dương và màu xanh lá cây tới đây thì chúng ta cũng có thể đổi được mớ đá tiến hóa, đá điện, đá cỏ, đá lửa và đá nước để hái sao được. Hiện tại thì mình không tin là mình có bất kỳ cái miễn chai nào trong túi, cho nên là mình không có miễn chai nào cả, cho nên chúng ta cũng sẽ cùng đi ra ngoài đây và sử dụng cần câu của mình để bắt được thêm một con bông hoang dã nữa và đưa lên bàn ghế dự bị. Thêm cái nữa đi. What? Cái nữa vậy? Thiệt luôn hả? Cái lúc đó thì mình lại kéo quá hùng. Thiệt là phiền. Như vậy thì chúng ta sẽ gặp được một con
Yuxi mình đã bắt rồi cho nên chúng ta cũng sẽ bỏ qua. Hu. Nerif của mình. À, sao không được. Bởi vì sử dụng gần câu không hiệu quả lắm cho nên mình sẽ quay trở lại kiểu cũ là lướt sóng đi ha. Ở dưới đây thì chúng ta sẽ qua được đường số 126, nhưng mà hiện tại thì mình không muốn tới chỗ này cho nên là tiếp tục sử dụng cái cần câu này. Và chúng ta sẽ gặp được một con ninjas không đùa. Ok. Ninjas khá là xịn. Nếu mà nó có được đòn bay thành pass hay sao đó thì cũng sẽ rất là rất sẽ giúp ích được cho mình rất là nhiều trong tương lai, trong trường hợp mà một carbon trong đội hình chính của mình bị hạ gục. Dù rằng mình chắc chắn sẽ không mong đợi điều đó nó xảy ra nhưng mà dễ sống được. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng một trái Pokeball luôn đi ha, bởi vì mình không tin là ninjas có thể trụ được bất kỳ đòn nào của Ronaldo trong khoảng thời gian này. Cho nên chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng luôn một trái Great Ball xem coi như thế nào. Đấy. Đó là một đòn Exizor. Không đùa. Thêm một đứa Great Ball nữa đi, và nếu không được thì mình sẽ cân nhắc đổi ra một combo khác giống như là Blue chẳng hạn. Mình tưởng hình lúc đó nó đã đóng luôn rồi. Ok, sống được, bởi vì bây giờ Ronaldo cũng đã nhận khá nhiều sát thương rồi cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng chuyển sang một môn khác. Nghĩ là thì mình nên chuyển sang Hydreigon bởi vì Blue chơi trước sau gì cũng là hệ siêu linh mà không, và sẽ nhận sát thương nhân đôi từ con ninjas. Và nếu mà mình sử dụng đòn counter hay sao đấy thì Blue nhiều phần trăm cũng sẽ bị hạ gục trước khi Open, thì nhiều phần trăm là con ninjas này cũng sẽ bị hạ gục luôn bởi vì máu của nó mình không tin là có quá nhiều. Cho nên là sử dụng Hydreigon không chừng nữa sẽ lựa chọn hợp lý hơn. Và mình sẽ sử dụng đòn yếu nhất trong hệ thống đòn của mình đối với con ninjas trong khoảng thời gian này là một đòn Grasnot, và hy vọng rằng nó không quá yếu. Ok, tạm được. Nhưng mà đòn Grasnot của mình chính xác ra như vậy thì cũng quá yếu. Mình có thể sử dụng bằng Close Combat nhưng mà mình không biết, từ để mình xem lại cái sức sát thương của Hydreigon. Chỉ số tấn công vật lý và phép thuật của Hydreigon là như nhau mà phải không? Và nếu mà hồi nãy đòn Grasnot của mình chỉ gây được chuyện đó sát thương thì không chỉ là đòn Close Combat của mình cũng chỉ đủ nhiều để giật được khoảng nửa cây máu của ninjas mà thôi. Ok, một đòn Close Combat ở đây từ Hydreigon. Và cái đó là chỉ được sát thương một nửa thôi hay sao, không chừng là 1/4 nữa, chắc là chỉ có một nửa thôi. Nhưng mà chuyện đó cũng là đủ để hại của con ninjas luôn rồi, thiệt là tài. Ok, khá là đáng tiếc vì sao được. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ cùng đi đến được thành phố Monsdeep. Và trước khi làm gì khác thì mình cũng sẽ cùng vào trung tâm Pokemon hồi sức cho đội hình của mình. Và mình nghĩ là trước khi mà mình vào phòng thể thao của chỗ này thì chúng ta cũng sẽ cùng khám phá đường số 126 luôn ha. Bởi vì mình không có bắt được con ninjas rồi cho nên mình cũng hơi quê. Rồi, chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại cái chỗ hồi nãy và đi xuống phía nam để qua được khu vực đường số 126. Hoặc là mình có thể đi xuống ngay từ đây cũng ngọt không được. Ok, chỉ có đường này mà thôi. Đây là đường số 126, một khu vực mới, và theo lý thì mình được bắt thêm một con Pokemon khác nữa. Không đùa. Đây chính là cái thành phố cuối cùng, thành phố có phòng thể thao cuối cùng, thành phố ở dưới lòng biển hay sao đó. Ở đây thì chúng ta gặp được một con Chespin level 66 luôn, không đùa. Một đòn discharge chắc là không đủ mạnh đâu hả, một đòn discharge của Ronaldo ở đây. Yes, Chespin vẫn có thể đủ đồ để trụ lại được. Và cùng với đó thì mình cũng sẽ cùng sử dụng một trái Ultra Ball luôn thì tại sao không? Hồi nãy mình mới để ý thấy là mình đã có được một trái Master Ball. Ok, bây giờ mình mới nhớ là mình có được một trái Master Ball sau khi mà chúng ta khám phá cái sào huyệt của Tutima ở thành phố Lily Curve. Nhưng bây giờ thì các bạn cũng đã biết rồi đó. Chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại sau khi mà mình kiếm ra được một cái tên phù hợp nhất cho carbon mình mới bắt được ở đây là Chespin. Ok, mình đã quay trở lại. Thật ra là cái đoạn mà mình nói trước và sau khi mà mình quay trở lại thì cũng chỉ cách nhau có khoảng 2-3 giây mà thôi. Bởi vì vừa cái lúc mình dừng video thì mình cũng đã nghĩ ra cái tên cho carbon là carbon Chespin mà mình mới bắt được là Hashirama, là Hokage đầu tiên của Konoha Village, của làng lá
Nguyên nhân là bởi vì các bạn cũng đã biết rồi đó, là cha duy nhất có thể sử dụng được những đòn tấn công hệ cây hệ cỏ ở trong series Naruto, cho nên phải người đầu phải người duy nhất không ta, mình nghĩ là không phải người duy nhất đâu, nhưng mà như một trong những người hiếm hoi có thể sử dụng được những đòn hệ cây, không phải những đòn hệ cây mà những đòn liên quan tới cây ở trong gọi là vũ trụ của Naruto. Và bởi vì ổng dù không phải là người duy nhất sử dụng được những đòn trong cái thôi hệ cây thì ông cũng là người đáng chú ý nhất, cho nên nghe tại sao không. Như sao thì ở đây chúng ta sẽ đối phó với một con Thunderous level 90 và một con Togekiss level 91 không đùa dâu. Ok, trước khi mình quên thì hạng mới cấp độ lên được 96 và à, đáng lẽ là mình nên có sự chuẩn bị tốt hơn, nhưng mà giờ sống được ở đây thì chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng bởi vì Thunderous là xe điện rồi, cho nên sử dụng đồng điện là vô dụng. Còn Togekiss thì hình như là hệ bay và hệ tiên nếu mình nhớ không sai, cho nên kiếm giờ cũng sẽ cùng sử dụng đồng Volt Switch với Togekiss. Cùng với đó thì Thunderous bây giờ Hiruzen không thể làm gì được Thunderous, bởi vì mình không nghĩ là Hiruzen có thể làm gì được trong trường hợp này. Cho nên chắc là cứ sử dụng đòn Flap đi ha. À khoan, Togekiss thì vẫn có thể sử dụng đòn hệ bay mà hở, như vậy thì Hiruzen cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng chuyển sang một công môn khác là Rio hay Noh. Ở đây thì đều là sự lựa chọn khá tệ khi mà Thunderous hoàn toàn có thể tung ra một đòn Thunder hay sao đấy. Cho nên mình chỉ có thể lựa chọn giữa Lucky và Blue mà thôi. Nhưng mà nếu mà tung ra Lucky thì nhiều phần trăm là con Togekiss cũng sẽ có sử dụng một đòn hệ tiên, và lúc đó Lucky của mình sẽ chết. Cho nên là nghĩ đi nghĩ lại chắc chỉ có mỗi mình Blue là có thể được xem là sự lựa chọn hợp lý trong trường hợp này. Đấy, như vậy thì Blue sẽ thay thế cho Hiruzen và nhận cái đòn Swagger vừa rồi của Thunderous. Đáng lẽ vừa rồi mình không nên sử dụng đòn Volt Switch, bởi vì Ronaldo vừa mới nhận được tới 55% cây máu của Togekiss luôn. Không đùa dâu. Mình nghĩ là mình sẽ chuyển sang sử dụng Lucky và cố gắng sử dụng một đòn. Mình có thể không kích hoạt cái đòn. Mình nghĩ mình chỉ có thể sử dụng Lucky trong trường hợp này mà thôi, đâu sử dụng được con nào khác đâu hả. Mình có thể sử dụng đâu rồi, nhưng mà bây giờ xét đi xét lại thì chắc là đâu sẽ hay hơn trong trường hợp này, bởi vì dù gì đi nữa thì dù gì đi nữa thì sức phòng thủ phép thuật của Noble cũng khá cao mà hả. Từ từ để mình xem này, 280 quá cao luôn, không đùa. Cho nên là không chừng đâu rồi vẫn có thể trụ lại được một đòn hệ điện của Thunderous. Trong khoảng thời gian đó thì chúng ta cũng sẽ còn sử dụng đòn Hydro Pump và kết thúc con Togekiss này, hy vọng là trong một lúc này luôn. Đấy. Còn Blue ở đây chắc là chỉ có Miracle Cult thôi, bởi vì mình không tin là Togekiss sẽ có những đòn hệ những đòn vật lý nào. Hiển nhiên là nó vẫn có thể sử dụng đòn đòn Play Rock hay sao đấy, nhưng mà chắc là không đâu ha. Mình sẽ sử dụng được một đòn Miracle Cult ở đây và kỳ vọng vào điều tốt đẹp nhất. Ok, Follow Me và một cái Thunderous, quên, và một cái Thunderbolt xuống Thunderous. Đấy, và vừa rồi thì Hydro Pump của mình là một cái critical hit, và qua đó thì cũng đã hàng được con Togekiss nâu ở đây lên được level 91, và Miracles vừa rồi cũng hụt. Tiếp theo là Sableye, nhiều phần trăm là sẽ là thể Mega luôn, cho nên là mình sẽ nên đổi sang một con khác là Ronaldo vậy. Đổi sang Ronaldo đi. Còn Blue thì như cũ, chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng một đòn Miracle Cult tới đây và kỳ vọng vào điều tốt đẹp nhất. Ok, Ronaldo thay thế cho Noh. Và vừa rồi thì cái đòn Thunderbolt của Thunderous. No, vừa rồi thì con Sableye sử dụng một đòn tấn công vật lý. Mình quên mất, mình không đọc kịp cái đòn đó là đòn gì, nhưng mà sống được. Ở đây thì Ronaldo sẽ sử dụng một đòn
Wow Charles đi ha, một đòn Wow Charles cho khoan khoan, còn Overheat là đánh cả ba đứa hả? Yeah, Overheat là đánh cả ba đứa. Nhưng mà hiện tại thì Blue không phải là quá khỏe mạnh cho nên là không nên sử dụng đòn này. Chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng đòn Wow Charles với Sableye. Và vừa rồi thì con Thunderous đánh hụt. Không phải đánh hụt mà cái đòn hệ y điện vừa rồi của Thunderous là Thunderbolt thì lại bị Ronaldo hấp thụ bằng cái khả năng Auto Drive, cho nên mình nghĩ là con Thunderous sẽ chuyển sang tấn công Blue. Và qua đó thì không chỉ là đòn Miracle Coast của mình sẽ phát huy tác dụng. Miss Hong chơi an toàn đi. mình xin lỗi là mình hơi sạp xí ở chỗ này, nhưng mà mình nghĩ là mình nên sử dụng một cái khoan hồi máu chứ không phải hồi gì trả giải gì chạy. Mình nên sử dụng một cái Max Potion cho Blue và khoan một cái Hyper Potion nữa, một cái Hyper Potion cho Blue và Blue thì sẽ sử dụng đòn Miracle Count hoặc là counter để giết luôn Sableye. Vậy đi ha, chắc là mình sẽ sử dụng đòn counter để phản luôn Sableye cho nó chết luôn đi ha, rồi gì tính sau. Rồi một cái Hyper Potion cho Blue ở đây. Thunder sử dụng Thunderbolt cho Blue đúng như mình dự đoán. Và vừa rồi thì Don't counter thì lại là hệ võ sĩ cho nên không đánh được hệ ma. Đồ bò ngu gì cũng chừa cho người ta ngu vậy. Sai lầm, thực sự là sai lầm. Ok, chứ sau vậy thì chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng một cái Max Potion ở đây cho Blue. Và bởi vì mình biết chắc chắn là bây giờ thì Thunderous cũng sẽ tập trung toàn bộ sự chú ý của nó vào Blue, cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng một đoạn Miracle Call ở đây và giết luôn combo này. Đấy, một cái Max Potion cho Blue. Một cái Swagger. Không, Swagger cho Thunderous. Nhưng mà và một đoạn Fire Play ở đây. Shit. Bởi vì trước sau gì thì mình cũng không có ý định sử dụng Ronaldo trong một hoặc hai lượt tiếp tới, cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục sử dụng một cái Hyper Potion cho Blue và cùng với đó là một đòn Miracle Coat để phản lại Thunderous. Vẫn tiếp tục là Swagger. Bây giờ là Swagger cho Blue. Yo. Và Ronaldo vừa rồi cũng đã bị hạ gục bởi cái đầu foul play của Sableye. Tôi tức quá sức đi vào. Phiền phức đâu. Oh my god. Giờ sao không được. Gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Bực quá sức, mình sẽ sử dụng một đòn Flare Blitz cho Sableye. Và cùng với đó là một đòn. Mình nghĩ là bây giờ con Thunder sẽ quay trở lại tấn công con Hydreigon. Cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng mà mình không thể sử dụng. Mình không thể sử dụng đồ Miracle Count được. Mình không thể sử dụng đường counter được với vì Sableye. Nếu mà tấn công của mình thì Blue chỉ có thể chịu trận mà thôi. Cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng đường counter đồ Miracle Count ở đây. Và cầu mong rằng con Thunder sẽ tấn công Blue thay vì Hydreigon. Oh my god. Đấy. Một cái Swagger. Và Hydreigon ở đây rồi trí và tự tấn công chính bản thân của nó. Và đòn Foul Play ở đây giật tới một nửa cây máu của Blue luôn. Yo. Mình không thể làm gì được trong trường hợp. Thật sự là mình không thể làm gì được trong trường hợp này. Một cái Max Potion cho Blue và một lần nữa Miracle Coat cho Blue. Một cái Thunderbolt ở đây cho Blue. Yes. Và Foul Play ở đây. Rất là mạnh. Nhưng mà cùng với đó thì Miracle Count vẫn chưa đủ để hạ gục được Thunderous. Đấy, bốn củ soạn lại một cái Max Potion để chụp luôn. Và thêm một lần counter nữa để hạ gục của Thunderous này, chứ là mình mệt nó quá rồi. Đấy. Thunderbolt ở đây. Và bây giờ thì nó là tấn công Hydreigon và Hydreigon bị hạ gục luôn. Hô. Ok, thấy chắc Hydreigon sẽ là Lucky ở đây sẽ chuyển sang thể Mega luôn. Và chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng một đòn Dragon Pulse để kết thúc con Thunderous. Mình mệt quá rồi. Và tiếp theo thì
Tôi sẽ tự cứu chính bản thân bằng một cái Hyper Potion. Có phải là bởi vì mình mới quay video lại cho nên mình quên mất cái việc này, đòn counter của mình không phản được cho những con vôn hệ má không nhỉ? Mình không biết lý do tại sao, nhưng mà thực sự rất là tệ. Ở đây thì Lucky vừa rồi cũng đã vượt qua được trạng thái tê liệt để có thể hạ gục được Thunderous một cách dễ dàng. Con vôn tiếp theo của chúng ta mà chúng ta sẽ đối phó là một con Gyarados Slam vào 91. Bây giờ nếu mình có Ronald thôi thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều luôn. Ok, sao không được. Gyarados vẫn là hệ nước và hệ bay mà hôm qua đây thì chắc cũng không đổi hệ đâu, cho nên là mình nghĩ là trước sau gì thì Lucky cũng sẽ có thể trụ được trong cái lượt này, bởi vì nó là hệ rồng và hệ sinh linh, mình nghĩ là như thế, cho nên là chúng ta sẽ cùng dồn sức để cứu cho Blue. Và trong trường hợp mà Blue dính một đòn nào đó từ Gyarados, mình nghĩ là một đòn vật lý nhiều hơn là đòn phép thuật, thì không chừng là đòn counter của Blue cũng sẽ phát huy tác dụng và chúng ta cũng có thể hạ gục được thêm một combo nữa trước khi chuyển hướng chú ý sang Sableye. Rồi, một lượt counter ở đây của Blue sau khi mà mình sử dụng cho nó một cái Max Motion và nó sử dụng Attractor. Hỡi, sao không được. Và đòn Foul Play ở đây. Ok. Rồi. Bởi vì Lucky vừa rồi cũng dính Attractor rồi, cho nên là tấn công Gyarados 50% sẽ là vô dụng, cho nên chúng ta cũng sẽ cùng chuyển hướng sang sử dụng đòn Dragon Pulse cho Sableye. Cùng với đó thì Blue vẫn sẽ lại tiếp tục sử dụng đòn counter đi ha. Mình thật sự không biết là con Gyarados này sẽ sử dụng đòn gì, nhưng mà mình khá tin là nó sẽ sử dụng một đòn vật lý. Ok, một đòn counter ở đây của Blue sau khi mà Gyarados sử dụng đòn Waterfall và không gây được bao nhiêu sát thương. Ok. Rồi. À, vừa rồi là Waterfall. Biết sao mình sẽ hy sinh luôn lượt này. Mình sẽ không tấn công ở lượt này để hồi sức cho Blue và giải dị trạng luôn cho Lucky. Như vậy chắc sẽ hay hơn. Paralysis Heal cho Lucky. Ok. Và chúng ta sẽ tốn thêm một lần 2 potion nữa lượt tiếp theo vì cái đòn Power Play của... Oh my god, bây giờ thì nó sử dụng đòn Waterfall và đối với Blue. Chẳng biết thế nào mà lần thật sự là như thế. Như giờ thì okay, thử phần mai thêm lần nữa đi ha. À, một cái Max Potion cho Blue. Ok, Foul Play thêm lần nữa. Và đòn Foul Play chỉ có thể phản được đòn tấn công lúc sau thôi hả. Ok, mình mệt con Sableye này quá rồi. Mình sẽ cố gắng giết nó trước. Trong khoảng thời gian đó thì Blue sẽ đóng vai trò là cái khiên để hấp thu những đòn tấn công của cả Gyarados và Sableye. Một đòn Dragon Pulse ở đây của Blue. Yes! 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 Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể hạ gục được con Sableye bằng một đòn Dragon Pulse Critical Hit của Lucky. Shinchino ở đây nó vẫn có thể sử dụng đòn hệ tiên mà không, cho nên là không chỉ sử dụng Noel hay sau đó sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn. Noel sẽ chuyển sẽ thay thế chỗ cho Lucky. Cùng với đó thì Blue sẽ sử dụng đòn counter để phản lại những đòn mà Gyarados cũng giống như là Shinchino có thể tung ra. Một cái Swagger cho Noel và Attract cho Blue. Ok, dám được. Đấy, cũng được. Tranh thủ lần này thì chúng ta cũng sẽ cùng hồi máu cho Noel. Và cùng với đó là một lượt counter nữa của Blue. Rồi. Bullet Seed cho Noel thì không gây được bao nhiêu sát thương bởi vì Noel ở đây vẫn là hệ thép. Mặc dù chúng ta cũng sẽ nhận tới 5 lượt Bullet Seed bởi vì khả năng đặc biệt của Shinchino là cái gì đó mình quên mất rồi, nhưng mà nó cho phép combo này sử dụng tới 5 lượt tấn công của những đòn tấn công nhiều lượt.
Ok, nâu ở đây thì chắc là Leo mà sử dụng một đòn Hydro Pump với Sinh Chino luôn đi ha. Cùng với đó thì Blue sẽ lại tiếp tục sử dụng một counter trong trường hợp mà Gà ra đâu sẽ sử dụng một đòn Waterfall hay sao đấy. Đấy. Ok, nâu ở đây xuống máu vàng sau khi nhận 10 lực Bullet Seed từ Sinh Chino. Chúng ta sẽ lại tiếp tục sử dụng một cái hai propulsion nữa vì mình không nghĩ là mình sẽ có sự lựa chọn khác trong trường hợp này. Blue thì cái nào để giải gì trạng tê liệt đó nhờ? À đây 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 đây, Cherry Berry. Giải gì trạng tê liệt cho Blue? Ok, Cherry Berry. Một cái Tail Slap ở đây. Đó, và bây giờ thì con Shinchino này quay qua tấn công mình rồi. Ok, rồi Waterfall đấy. Đến cái lúc này thì hai đứa đều dồn sức để tấn công con Blue của mình. Thiệt luôn hả? Cháu phiền phức quá sức đi mà. Một cái hai potion đó chứ luôn. Mình nghĩ là sau trận đấu này thì mình chả còn bao nhiêu hai potion cơ. Ok, chiến thuật cũ hai potion cho Blue và cùng với đó là một lượt counter của nó để thì bây giờ thì con Shinchino lại tấn công Noble. Waterfall đây ít ra cũng tấn công luôn chưa? Yes, làm ơn đi. Ok, mệt mỏi quá sức đi mà. Thêm một lượt counter nữa. Bullet Seed ở đây cho Noble. Không sao không sao không sao, Noble vẫn có thể trụ lại được. Và Waterfall ở đây tấn công Blue. Yes, cảm ơn anh nhiều luôn. Nhưng mà vừa rồi thì Blue lại không thể tấn công bởi vì chịu hiệu ứng của đòn Attract. Thực sự đây là trận đấu ức chế nhất của mình theo như mình nhớ từ hồi mình quay cái series này. Mình thật sự đang rất là bực mình bởi vì cái trận đấu này. Khi mà mình nghĩ là mình nó sẽ tấn công lâu thì nó lại chuyển sang tấn công con mình còn lại, mà mình khi mà mình dồn sức để cứu con mình còn lại thì nó lại chuyển sang tấn công lâu. Dầu dầu. Ok, một cái hydro pump ở đây để giết Shinchino thêm một lần nữa. À khoan khoan khoan, lượt này thì mình không thể làm gì khác ngoài việc sử dụng hai potion để cứu cả Blue và Noble. Bởi vì mình không nghĩ là hai con vượt của mình có thể trụ lại thêm một lượt nữa. Nếu khi mà những đòn tấn công của Gyarados và Shinchino cứ tới tấp như thế này. Oh my god. Ok, Bullet Seed. Năm lần Bullet Seed nữa của Shinchino. À, ok. Và Waterfall ở đây. Tấn công đồ. Rồi, bây giờ khi mà máu của cả hai đứa đã xanh hết thì chúng ta sẽ quay trở lại chiến thuật cũ là một đòn Hydro Pump cho Shinchino và một lượt counter cho Blue. Tail Slap ở đây. Đấy. Ok. Và Waterfall. Làm ơn. Rồi xong được, xong được, cũng được, cũng được, cũng được. Và đòn Hydro Pump ở đây đánh vào Shinchino sẽ giật được tới. Không, thiệt luôn hả? Đúng vừa rồi thì bị giật mình cho nên không thể tấn công được. Ok, mình nghĩ là sau cái trận đấu này thì mình sẽ kết thúc video luôn bởi vì mình quá ức chế. Mình không thể chịu được nữa. Mình ghét quá rồi. Ok, xong được, xong được, xong được. Tao ghét rồi. Tao bực mình rồi. Một đòn sập ở đây. Để đánh cả ba con luôn, tao mệt quá rồi. Và Blue trong lúc đó thì sẽ sử dụng một cái phát potion để cầm cự. Oh my god. Baby. Ok. Bullet tới đây cho mày. Đây sẽ là đợt tấn công cuối cùng của mày, Shinchino à. Oh my god. Đấy, gà ra đâu, Waterfall chập Blue. Yeah, xong được. No! No!
Là chế này giờ đối với mình, đến thời điểm này thì giống như là quay số thôi. Hên thì trúng, giống như là tôm đồng xu thôi, hên thì trúng. Xui thì hụt. Mình không biết làm gì khác nữa, bây giờ mình biết có thể cầu mong là mình sẽ gặp được điều gì đó hay ho hơn mà thôi. Lưu ở đây không thể làm gì khác. Một cái sọp ở đây để kết thúc cả hai đứa thì mình mệt rồi. Một cái super potion cho nó ôn, một cái mua mua miêu cho em lo cho nó. Swagger ghi trạng khắp nơi. Waterfall đừng ok, đánh cái đánh giờ buông buông tuôn tí cho nó còn có khả năng tấn công nữa. No! Không thể hụt tới 3 lần liên tiếp được, đúng không? Không thể nào hụt tới 3 lần liên tiếp được. Yes! Quang, từ từ. Sợp. Mình chỉ có thể tấn công, mình chỉ có thể nhắm ra đâu bằng cái đầu sợp mà thôi. Ở đây mình có max full restore mà không? Một cái full restore cho Blue luôn. Để giải dụ chạy cho nó luôn, mình mệt mỏi quá. Một cái full restore cho Blue. Và một lần năm được Bullseye ở đây có xin Gino. Mình thật sự quá mệt mỏi rồi, mình chỉ muốn qua trận đấu này nhanh chóng mà thôi. Tail Slap, năm lực Tail Slap của xin Gino. Ok, và một lực Waterfall ra ra đâu. Yes, cuối cùng thì Noah cũng có thể tung ra được đòn sập và kết thúc hai cầu vồn của đối phương là Garados và Shinjino. Blue may mắn có thể trụ lại đường sau với chỉ 4 máu. Thật sự nếu mà lực vừa rồi cái đòn sập của mình giết Blue là chắc là mình bỏ luôn series, bởi vì mình không thể tiếp tục được nữa. Mình không bao giờ có thể nghĩ thôi một trận đấu có thể làm mình suy sụp như thế này. Oh my god. Và đây cũng không phải là một trận đấu mà mình thua nữa. Mình thật sự là đồng ý là có sự mất mát rõ ràng đó, nhưng mà mình đang không thua trận đấu này. Mình về lâu về dài thì mình khá chắc là mình vẫn sẽ thắng, mặc dù rất là tốn và chơi rất là dơ dãi khi mà hồi máu qua mỗi lượt như thế này. Nhưng mà mình sẽ thắng. Thắng dơ hay thắng sạch gì không quan trọng, nhưng mà mình sẽ thắng. Nhưng mà thật sự là mình rất là bực mình luôn. Rất là bực mình luôn. Một cái Max Potion cho Blue và một đồng Miracle Count cho Gadeva. Gadeva chắc không có đồ nào khác hay ho để hạ cũng được Blue đâu. Rồi, cho mày biến thành thể Mega luôn không sao. Một cái hai Power Ball ra đây cho cả hai đứa. Và một đồng Miracle Count của Blue sẽ hạ cũng được con cuối cùng của con nhỏ này một cách dễ dàng. Oh my god, đâu. Ở bên đây chắc không có đồ gì hay ho đâu. Đây lại có thêm một đứa tóc xanh nữa. Bỏ qua, mình sẽ quay trở lại chỗ này ở trong video tiếp theo. Còn bây giờ thì như Nam cũng đã có nói đó, mình sẽ quay trở về trung tâm Pokemon cho hai đứa là Ronaldo và Hiruzen trong nghĩa địa và kết thúc video ngày hôm nay. Mình thật sự quá suy sụp rồi. Mình bị sang chấn tinh thần sau cái trận đấu dơ giấy vừa rồi. Oh my god, xét ra người dơ giấy là mình thật sự là như vậy, nhưng mà yeah, thật sự mình rất là ức chế. Hù. Chơi mà muốn khóc luôn. Ok, giờ được quay trở về thành phố Moss Deep ở đây. Và cho hai đứa Ronaldo và Hiruzen vào trong nghĩa địa. Thật sự là mình nghĩ là mình vẫn có thể giữ lại hai đứa nó nếu mà quýnh cẩn thận hơn một tí xíu, nhưng mà biết sao giờ. Lấy cái magnet từ Ronaldo và lấy cái expert belt từ Hiruzen. Cho hai đứa nó vào trong nghĩa địa.
Cái nghĩa đề đầu tiên cũng đã đầy luôn rồi. Bây giờ sẽ là nghĩa đề thứ hai của mình. Hu hu hu. Này, ở đây thì tiếp tới thì chúng ta sẽ đối phó với những common hệ siêu linh mà phải không? Như vậy thì mình sẽ rút ra Kumadori. Và tiếp theo nữa, sau khi mà phòng thể thao này kết thúc thì chúng ta sẽ gặp Crawdon, và sau đó là phòng thể thao cuối cùng là phòng thể thao hệ nước, và có thể sử dụng được. Cuối cùng là hệ nước chứ không phải hệ băng đâu, phải mình biết là hệ nước thông thường sẽ đi cùng với hệ băng, nhưng mà không chừng là sử dụng Hashirama trong trường hợp này sẽ hợp lý hơn. Hồi nãy thì mình cũng đã cân nhắc sử dụng Misty khi mà Misty vẫn có thể sử dụng được những đòn hệ điện là Thunderbolt hay là Thunder hay sao đấy, nhưng mà Hashirama thì công trình sẽ hay hơn và mình vẫn chuộng những combo cơ bản hơn đấy. Như vậy thì hai thành viên mới của mình sẽ là Kumadori và Hashirama, và hai đứa này chắc chắn là cũng sẽ được mình luyện level để tiến hóa thành không, thật ra chỉ có chỉ có Hashirama tiến thành cấp 3 mà thôi. Nhưng mà nha, đó là của video tiếp theo. Còn bây giờ thì rất cảm ơn các bạn đã xem, like và subscribe nếu các bạn thấy video này thú vị. Trước khi chúng ta chào tạm biệt thì mình cũng sẽ cùng với các bạn xem qua câu trả lời cho câu hỏi ngày hôm nay luôn đi ha. Đó là Ken Kitano, nhân vật chính trong series truyện tranh rất hay, các bạn nên xem. Gọi là sao ta, cách vẽ thì rất là tuyệt vời, cốt truyện thì rất là hay, và ngoài ra thì cũng có những yếu tố 13 cộng, 14 cộng, 15 cộng hay sao đó nếu mà bạn nào hứng thú. Nói chung là các bạn nên đọc series này nếu mà các bạn chưa đọc qua. Và yeah, đó là tất cả. Chúng ta cũng sẽ cùng gặp lại sau một đại đạn vô luôn. Xin chào.